Dạ, con xin chào tất cả cô chú anh chị. Trong video đợt này thì bên shop Hoa Lan có giới thiệu nhãn 4N. Về màu sắc thì nó sẽ tươi và đậm hơn nhãn hàng rừng Việt Nam mình. Thứ hai nữa là cái lá của nó rất là to, bản lá to, lá mít và lá xếp rục. Đó. Thì bên shop Hoa Lan sẽ tiến hành bán lại hàng Hoa Lan vào khoảng đầu tháng 10 vì lý do bệnh dịch Covid 19. Thì đây là cái mặt hàng bên shop Hoa Lan đã chuẩn bị tại vườn để gửi cho cô chú anh chị. Cây thì lá rất là đẹp nha, bản lá mít to đẹp. Giá thì dao động từ 25 đến 30.